rồi, chính rồi, bây giờ bắt đầu nhậu chơi thôi. Chứ ngày chủ nhật đi ra ngoài này người ta cũng chơi nhiều, bật nhạc hơi lớn, cái gì các bạn thông cảm nha các bạn. Thì các bạn có xem clip của mình cái gì thông cảm, ở đây nhạc bật lớn quá thì mình không có cấm người ta được, tại vì ở đây là bài đất chắc. Hi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Trần Vương sẽ làm trứng vịt lộn gan me với lại lòng heo nướng xả và củ ghiền nha các bạn. Có thể mình ướp xong mình ra ngoài kia mình nướng. Rồi, mời các bạn theo dõi mình nha. Bây giờ là gia vị ướp. Đây có xả tăng thêm mùi thơm nha các bạn. Không chưa thơm, cạch cạch tao. Một cái cuốn hoặc một cái mà ý dễ bình thường tao thôi đi, mình tặng mày tao ba ấy thôi nghiêm bế đó à, họ nhám ấy. Tao bị cô ơi, trẻ ơi. Ướt ngọt. Nấu rồi hả? Hả? Nấu. Dạ nấu rồi. Cho thêm một ít ngũ vị hương nữa các bạn ơi. Nó thơm. Mình không xài muối, mình xài nước tương nhé các bạn. Không có cùng tép không? Có tật cho ấy luôn á. Cho tật luôn. Có trôi có mà. Hay dễ và lại lên đấy là như chó sủa mó sưng nó chọc cái chọc lên hỏi nó ăn dễ không dễ, còn lại bình thường thôi. À đi mình tẩu lộn tới một tiếng lộn tẩu tiếng hai cái là tiếng tròn vậy tròn. Muốn là sát bằng gì ăn nó sát á. Muốn không ai cái ăn cho ăn dữ. Không thơm nữa. Ây dồi ôi. Ngâu cái. Đã ôi. Sợi một cách luôn không? Không đi, kìa. Mình hơi tôi đại bật trong ăn á. Cho mặt tiện á. Nghe là kêu nghe là nhậu chứ. Ê, nhậu. 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 Nhậu.
Mình có làm sao mà quất quẩy ra mong hồng vô vậy? Vậy đó. Mong vô mấy nút. Đúng rồi, dạ đúng rồi. Dạ thay vô lệnh như màu hồng luôn. Vô trời. Tự vậy đại đại á, hậu luôn. Chưa. Cái đồ mua gì chi á. Ôi, thật chợ lâu rồi đó. Cái giai đoạn sầu me các bạn. Hả? Vina con đây em mặc tao đồng quên đây chính này hả mắm mà lọt cỏ à bia gạch đó, à túi cỏ không mắm cà đá cỏ em bao à chả à đúng rồi. Đó đó bánh mới cái thả cũng à mua à mua nhậu xong thì mua phòng tay mic thu âm luôn nè các bạn. Thằng này là ca sĩ bỏ rơi không phải là lệ rơi, cái này ca sĩ bỏ rơi nè các bạn. Chút nữa cho thêm rau răm vô là ok rồi các bạn ơi. Vịt lộn gan me. Suất me cũng được, gan me cũng được. Còn là nghèo, con còn là nghèo tám bồn. Mơ viên không thể bạch xa. Mơ tăng lo lo. Trứng vịt lộn gan me chín rồi, bây giờ mình đi ra ngoài ngoài trời, qua ngoài bờ sông, bữa hổm mình nướng ế đó các bạn. Ra ngoài kia mình nướng lòng heo rồi mình ăn, rồi mình nhậu ở dưới gốc cây luôn các bạn ơi. Đây giờ mình ra ngoài bãi đất trống mình đang nướng nha các bạn ơi. Nướng lòng heo. Nướng đậu bắp ít nữa mày. Ở đây người ta cũng lại nhậu và hát tùm lum nha các bạn ơi. Chủ nhật ra đây vui lắm. Anh chắc lừa, không biết chừng nào anh mơ đi cưới lừa. Tiền quá to, tay giang nghề. Thấy em chỉ nghèo và quý mà thương anh. Đó, thấy em chưa các bạn? Ngon chưa? Quá đã luôn các bạn ơi. Đây bạn ơi, chín rồi nè.
chơi, bây giờ bắt đầu nhậu chơi thôi, chứ ngày chủ nhật đi ra ngoài này người ta cũng chơi nhiều, bật nhạc hơi lớn, cái gì các bạn thông cảm nha các bạn. Thì các bạn có xem clip của mình cái gì thông cảm, ở đây nhạc bật lớn quá thì mình không có cấm người ta được, tại vì ở đây là bài đánh trống thôi. Mời các bạn nha, giờ chính là bây giờ mình nhậu đây đây với anh em bạn bè chơi chút xíu các bạn ơi. Mời các bạn nha, mời cả nhà nha. Cho mặt hai đó, mình phải quay lại.
Nãy gọi điện nói kêu bạn mày có chở bạn mày vào đấy đó. Nó phòng anh chị ấy. Rồi bữa nay đi quay video có người đẹp luôn các bạn ơi. Có rượu ngon mồi đẹp, có rượu ngon mồi ngon, có người đẹp nữa là có gì bằng nữa các bạn. Quá đã các bạn ơi, đang nhậu mưa nè các bạn ơi. Ôi quá trời luôn rồi, chạy không kịp giờ ngồi hết mưa mới chạy về các bạn ơi.